Thưa quý vị, đây là một chuyên mục riêng để chúng tôi có thể là hồi đáp những cái phản ánh của các khán giả khi mà gửi đến cho chương trình. Và mới đây, ban biên tập của kênh VTC9 đã nhận được phản ánh của khán giả trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, cho biết là vào dịp cuối năm những hoạt động vận chuyển hàng hóa thì ngày một nhộn nhịp tại phố Đê La Thành. Và tại đây thì thường xuyên xuất hiện cái tình trạng xe tải dừng đỗ bốc xếp hàng hóa gây cản trở giao thông. Theo phản ánh tuyến đường Đê La Thành, thường xuất hiện các xe tải bốc xếp đồ nội thất gây cản trở giao thông. Chiều 27 tháng 12, tại địa chỉ đối diện số 383 Đê La Thành, hai ô tô xe tải dừng đỗ gần như song song hai bên đường để bốc giữa hàng hóa, khiến cho phương tiện di chuyển rất khó khăn qua đây, đồng thời gây mất an toàn giao thông. Nhiều người dân khi lưu thông qua đây đã vô cùng bức xúc trước kiểu dừng đỗ ngang ngược của hai xe tải trên. Hơn nữa, tuyến đường Đê La Thành còn cấm ô tô hướng từ đường Nguyễn Tri Thanh về Giảng Võ khán giả mong muốn lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra hoạt động của các xe tải chở hàng tại tuyến phố nhỏ trên để tránh tình trạng un tắc có thể xảy ra